Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18, câu 9 đến câu 14. Đức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là người công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi. Còn người kia thì không, vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Quý vị và các bạn thân mến, sống đạo không phải là tự hào về những điều chúng ta làm được, nhưng sống đạo là để nhận ra chúng ta là con người yếu hèn, cần Chúa xót thương để nên hoàn thiện. Đó chính là mong ước mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta qua lời Chúa hôm nay. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Mùa chay, giáo hội luôn gọi mời chúng ta thực hành những việc làm đạo đức truyền thống: ăn chay, bố thí và cầu nguyện. Đây là những thực hành để giúp chúng ta biến đổi cuộc sống hơn là nhằm để tự hào, tự mãn. Có ăn chay, chúng ta mới cảm thông những thiếu thốn của những người thiếu của ăn hàng ngày. Có bố thí, chúng ta mới ra khỏi con người của mình để quan tâm và yêu thương người anh chị em của chúng ta đang cần đến sự giúp đỡ. Và có cầu nguyện, chúng ta mới thấy rằng chúng ta mỏng manh, yếu đuối và cần đến sự đỡ nâng của Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết ý thức rằng chúng con chẳng là gì trước nhan Thánh Chúa. Những việc chúng con làm được chẳng đáng chi với biết bao điều tốt đẹp mà Chúa hằng thi ân giáng phúc trên chúng con. Và nếu con có tự hào, thì xin cho con tự hào vì luôn được làm con Chúa.